Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở về đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chào kính quý ông bà, anh chị em, trong bài đọc 1 thì chúng ta học được 3 bài học căn bản. Bài học thứ nhất, đó là những người nắm quyền thế ở thế gian này thì thường bắt những người dưới quyền phục vụ cho mình cũng như là phụng thờ chính bản thân mình. Vì thế người ta đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, giống như ông vua Antiocho trong bài đọc 1. Và bài đọc thứ hai mà chúng ta học được ở nơi bài đọc 1, đó là những người theo Chúa thì không bao giờ thoát khỏi cây thập giá mà Chúa nói trong Tin Mừng: Ai theo Thầy thì phải vác thập giá mình mà theo Thầy. Cho nên những người trung tín và tuân giữ giới răn của Thiên Chúa thì thường bị người đời khinh bỏ và có thể bị bắt bớ bất kỳ lúc nào. Và bài học thứ ba chúng ta học được ở nơi bài đọc 1, đó là người ta tôn thờ con người hơn là tôn thờ Thiên Chúa, đặc biệt là thờ mẫu tượng. Cho nên tội mà Thiên Chúa không ưa thích nhất, đó là tội thờ mẫu tượng. Trong bài Tin Mừng hôm nay thì chúng ta thấy người mù trong bài Tin Mừng hôm nay dạy cho chúng ta biết thái độ cầu nguyện. Cầu nguyện như người mù trong bài Tin Mừng hôm nay là anh nhận ra mình là người bệnh và cần đến Thiên Chúa là Thầy Thuốc. Anh nhận ra giới hạn của anh và anh chỉ biết rằng chỉ có Chúa mới có thể chữa lành cho anh. Cho nên anh đã cầu xin Thiên Chúa: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhưng trong đời sống cầu nguyện của mỗi người, chúng ta không tránh khỏi những no ra chia chí, không tránh khỏi những rào cản của cuộc đời, của những người xung quanh. Vì thế mà chúng ta thấy cám dỗ, chia chí và làm cho người mù trong bài Tin Mừng hôm nay nhiều khi bị nản chí, đó là tiếng ồn của đám đông, đó là những người đang ở xung quanh anh, họ đã quát nạt anh và bảo anh im đi. Đó là những cám dỗ mà chúng ta thường gặp trong đời sống mỗi người chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Nhiều khi những người xung quanh chúng ta lại trở nên những rào cản chúng ta cầu nguyện. Giống như bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy. Vì thế chúng ta học ở nơi anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay, bài học thứ hai, đó là chúng ta cần phải vượt qua được những tiếng
ồn, những cản trở của người khác khi chúng ta đến với Thiên Chúa. Anh đã sẵn sàng đứng dậy và anh kêu lớn tiếng hơn nữa để con vua David xin rủ lòng thương tôi. Vì thế mà mỗi khi chúng ta cầu nguyện, những cám dỗ, những cản trở ngăn bước chúng ta đến với Chúa thì chúng ta cần phải can đảm hơn, cần phải đứng lên để đến với Thiên Chúa. Và bài học thứ ba mà chúng ta học được nơi người mù ngày hôm nay, đó là anh có một niềm tín thác. Anh biết rằng chỉ nơi Chúa mới có thể mang đến cho anh được ơn chữa lành. Vì thế mà anh đã đứng thẳng lên và đến cùng với Đức Giê-xu. Cho nên chúng ta thấy người mù ngày hôm nay có một tấm lòng thực sự tín thác vào Thiên Chúa. Và chúng ta cũng thấy câu hỏi mà Chúa Giê-xu đặt ra cho anh mù: anh muốn tôi làm gì cho anh? Một câu hỏi mà chúng ta có thể nghĩ rằng là một câu hỏi thừa. Một thầy thuốc mà hỏi bệnh nhân có muốn khỏi bệnh không thì điều đó lẽ ra không nên hỏi. Nhưng mà câu hỏi của Chúa Giê-xu không phải là một câu hỏi thừa, bởi vì Chúa ban cho con người có tự do và có trí khôn và trí hiểu. Cho nên Chúa không muốn lấy đi quyền tự do mà Chúa đã ban cho anh. Cho nên Chúa hỏi anh muốn tôi làm gì cho anh? Vì thế mà anh mù đã trả lời Chúa Giê-xu: tôi muốn được thấy. Chính lúc anh nói tôi muốn được thấy là anh đã trao cho Chúa tự do của anh. Anh đã trao cho Chúa chọn con người của anh để Chúa có thể làm phép lạ trong đời sống của anh. Cho nên mỗi khi chúng ta đến với Thiên Chúa, chúng ta cầu xin Thiên Chúa, chúng ta đặt mình trước mặt Thiên Chúa để chúng ta trao chọn con người của chúng ta cho Chúa. Và chính lúc đó thì phép lạ mới xảy ra trong đời sống của mình. Tháng 11 là tháng mà chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những người thân của chúng ta về với Chúa. Cho nên chúng ta thấy lịch sử giáo hội cầu cho những người đã qua đời xuất phát từ thời Cựu Ước, từ thời vua Sao-lô. Khi mà người lính ra trận, những người đã hy sinh trong chiến trường thì nhà vua đã dâng những nghi lễ tạ ơn cũng như đền tội cho những người đã lỗi phạm bất lòng Chúa và cầu xin Chúa thứ tha. Đặc biệt là chúng ta học được ở lời Đức Giáo Hoàng Gregorio the Great, Đức Giáo Hoàng Gregorio đệ nhất. Khi Ngài còn nằm viện phụ thì trong dòng kín, các thầy, các cha không được giữ tiền trong túi. Cho nên có một thầy trong nhà dòng thì đã lấy một số tiền trong thùng dâng cúng của nhà thờ và đã bỏ vào trong túi. Thì trong khi Ngài giúp lễ cho Đức Viện Phụ, trong khi giúp lễ thì không may một trong những đồng tiền đó là đồng tiền xu, nó rơi xuống nền nhà và nó tạo ra tiếng ồn. Và Đức Viện Phụ đã biết là thầy này đã giữ tiền trong túi. Sau thánh lễ thì Đức Viện Phụ đưa ra vạ tuyệt thông cho thầy trong vòng 30 ngày không được lãnh nhận tất cả các bí tích gì cả. Thì trong 30 ngày đó thì thầy đã được Chúa Thương gọi về, Đức Viện Phụ lấy làm tiếc, cho nên yêu cầu tất cả anh em trong nhà dòng dâng hết những kinh nguyện cũng như dâng 30 thánh lễ liên tiếp để cầu nguyện cho thầy. Và thánh lễ cuối cùng thì trong đêm đó thầy đã hiện về với Đức Viện Phụ và cảm ơn Đức Viện Phụ: sau thánh lễ này con sẽ được về thiên đàng với Chúa. Cho nên khi Đức Viện Phụ được bầu làm Đức Giáo Hoàng thì Ngài lấy danh hiệu là Đức Giáo Hoàng Gregory the Great vào thế kỷ thứ 7 và đã yêu cầu toàn thể giáo hội cầu nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt là dâng liên tiếp 30 thánh lễ cầu nguyện cho những người mới qua đời. Cho nên chúng ta thấy
Thánh lễ chính là hy tế của Đức Giêsu đã đổ ra để cứu độ muôn người. Và chính nhờ hy tế thánh lễ mà có thể làm cho người thân thương của chúng ta được Chúa thương gọi ra khỏi đời này sớm về với Chúa. Vì thế hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho bà Maria cũng như cho tất cả những người thân của chúng ta mà Chúa thương gọi về được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời.